Hôm nay thì chắc chắn sẽ là một cái chủ đề mà vô cùng hot cho những bạn nào mà chúng ta cực kỳ thích nước hoa giống như Hương vậy đó. Thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ với lại cả nhà của mình một cái chai nước hoa chỉ với giá vài trăm ngàn thôi, nhưng mà lưu Hương cực kỳ lâu và tỏa Hương cực kỳ xa luôn. Bởi vì mỗi ngày Hương hay nghe mọi người hỏi là Hương ơi, có cái chai nước hoa nào mà cái mùi hương nó nhẹ nhàng thôi, thoang thoảng thôi, nhưng mà nó lưu Hương cực kỳ lâu, và đặc biệt là cái giá của nó rẻ, có không? Thì chắc chắn là sẽ có. Thì hôm nay sẽ có một cái chai nước hoa mà cái giá của nó ở một cái mức tầm trung thôi, nó rất là rẻ luôn. Thì đây là cái dòng nước hoa mà Hương cực kỳ thích, mà mỗi lần khi mà Hương giới thiệu cho một ai đó thì Hương vô cùng yên tâm luôn. Đó chính là cái dòng Versace ha. Cái phiên bản màu hồng đậm này là Versace Absolue á mọi người. Thì Hương xài gần sắp hết cái chai này luôn rồi nè. Đó, Hương xài gần sắp hết vì Hương rất là thích cái mùi hương này luôn. Khi chúng ta đi mua nước hoa, mọi người sẽ thấy là nước hoa sẽ có những cái loại mà nó là Eau de Toilette. Thì đây là cái dòng nước hoa Eau de Toilette nè, Versace. Thì cái chai nước hoa này thì Hương thấy cái hàm lượng tinh dầu của nó đó thì nó ở một cái mức vừa phải thôi, nên là khi mà lên da của mình á, cái mùi hương của nó thoang thoảng nhẹ nhàng, cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mà chúng ta thích một cái mùi hương nó nhẹ nhàng thoang thoảng thôi. Thậm chí là bạn bị viêm xoang thì bạn cũng có thể xài được, mà chúng ta không có lo nó bị nồng rất khó chịu ha. Thì đây là cái dòng Versace. Nhưng riêng cái dòng Versace này thì cái mùi hương nó quá dễ thương và nhẹ nhàng, nên nó sẽ có một khuyết điểm, đó chính là cái mùi hương nó lưu hương từ 3 đến 6 tiếng thôi, nó không có lưu hương được lâu trên da của mình. Nên chúng ta sẽ thích thì các bạn phải xịt lượng nhiều hơn một chút, hoặc là chúng ta có thể là mỗi ngày chúng ta xịt 2 lần để đảm bảo lúc nào cơ thể của chúng ta cũng sẽ có mùi thơm hết. Và thành công với cái mùi hương của Versace nhưng phiên bản Eau de Toilette thì sau vài năm thì nhà sản xuất chúng ta đã có cho ra đời để cải thiện cái tình trạng mà lưu hương không tốt của cái chai nước hoa này, đó là Versace Absolue với phiên bản là hàm lượng Eau de Parfum, một cái hàm lượng tinh dầu cao nhưng mà vẫn giữ nguyên cái thành phần của cái mùi hương Versace, để mà nó mang lại cái cảm giác tươi mát, thoải mái cái tinh thần từ những cái hoa sen nè, từ những quả lựu và từ những cái hương vị của nước, nó hòa quyện lại với nhau và nó cho ra đời một cái dòng nước hoa thích ơi là thích luôn. Đó chính là Versace phiên bản Absolute. Nhìn cái chai thôi bánh bèo kinh khủng luôn đúng không ạ? Khi mà Hương xịt cái mùi hương này á thì phải nói là Hương rất là thích. Bởi vì sao ạ? Cái mùi hương của nó giống như mình có một cảm giác mình đứng trước một cái rừng hoa, nhưng cái rừng hoa này nó tỏa hương thơm nhẹ nhàng và mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Và Hương tin chắc là tất cả những khách hàng hay tất cả những bạn bè của Hương, người thân của Hương, khi mà mọi người hỏi Hương là cái mùi hương nào mà tươi mát có thể dùng được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, thậm chí là đi làm hay đi chơi nữa mình cũng có thể dùng, thì Hương sẽ rất là vui khi giới thiệu Versace phiên bản Absolute, để mà chúng ta sẽ có một cái mùi hương nó lưu hương cực kỳ lâu, tỏa hương cực kỳ xa, nhưng cái mùi hương nó vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho mình cảm thấy dễ chịu, tất cả những người xung quanh của mình họ cũng sẽ cảm thấy wow, tại sao mình lại có một cái mùi hương dễ chịu đến như vậy. Những cái lọ nha, nếu như bạn đã từng mua nước hoa bên Missy mà chúng ta thấy là sản phẩm không đúng hàng chính hãng thì bạn sẽ được hoàn trả 100%, vì sau mỗi cái hóa đơn bên Hương đều có những cái phiếu và cái phiếu bảo hành này cho mình nè. Nên là khi mọi người mua thì cái sản phẩm nó sẽ bao gồm ha, tem, phiếu bảo hành, mã chip của store, để mà chúng ta sẽ yên tâm hơn là chúng ta không mua phải một cái chai nước hoa hàng giả, để khi chúng ta sử dụng lên người của mình thì chúng ta sẽ mang đến cái cảm giác dễ chịu, thoang thoảng, nhẹ nhàng, nhưng mà làm cho chúng ta cảm thấy rất là quyến rũ. Cho mọi người sẽ luôn luôn làm việc thật là vui, và chúng ta luôn luôn cảm nhận được một cái mùi hương trong cuộc sống của mình rất là nhẹ nhàng.